Xin chào tất cả em. Ở buổi hôm nay thì cô và các em chúng ta sẽ đi làm bài kiểm tra 45 phút đầu tiên của chương trình vật lý lớp 7. Chúng ta sẽ đối với bài kiểm tra này chúng ta sẽ có một số các cái câu hỏi liên quan đến phần trắc nghiệm và một số các cái câu hỏi liên quan đến phần tự luận. Phần trắc nghiệm của chúng ta thì ở đây sẽ có câu 8 câu hỏi trắc nghiệm và chúng ta sẽ có là 3 câu bài tự luận. Các em sẽ làm đề này trong vòng 45 phút cho cô nhé. Đây cô ghi sẵn cái phần đề một số câu hỏi trắc nghiệm lên đây rồi. Vậy chúng ta có câu đầu tiên này. Gương cầu lồi được sử dụng làm kính chiếu hậu cho ô tô này hoặc là xe máy đúng không ạ? Tóm lại là nó được dùng để sử dụng làm kính chiếu hậu vì lý do tại sao? A là vì nó dễ chế tạo, B là nó cho ảnh to rõ, C là bởi vì vùng quan sát qua gương nó rộng, và D là cả ba lý do trên. Vậy thì các em chọn đáp án nào ở đây? Vậy thì đối với gương cầu lồi thì chúng ta thấy cái tính chất của gương cầu lồi đó là nó có một cái đặc điểm là vùng nhìn thấy nó rộng hơn so với các cái gương phẳng và gương cầu lõm cùng kích thước, nên là khi mà chúng ta dùng để chiếu hậu tức là chúng ta phải quan sát ở phía sau, đúng chưa? Vậy cái vùng quan sát qua gương nó rộng hơn thì chúng ta sẽ quan sát được nhiều hơn và như thế thì chúng ta sẽ xử lý tình huống nó sẽ là chính xác, đúng không ạ? Và là chúng ta sẽ xử lý được các cái tình huống trong cái quá trình chúng ta tham gia giao thông. Vậy đáp án đúng của chúng ta ở đây chính là đáp án C, tức là gương cầu lồi được sử dụng làm kính chiếu hậu bởi vì vùng quan sát của nó là rộng hơn, đúng chưa? Vậy em tích cho cô đáp án đúng chính là đáp án C. Sang câu thứ hai là vật nào dưới đây là nguồn sáng? Vậy nguồn sáng là gì? Nguồn sáng là những vật mà nó tự phát ra ánh sáng. Tự phát ra ánh sáng. Thứ nhất đó là vỏ chai để dưới cái trời sáng. Vậy thì vỏ dạng chai, cái vỏ chai mà để dưới trời sáng thì nó không phải là nguồn sáng mà nó là vật phát ra ánh sáng. Vì nếu như mà khi mà mặt trời không chiếu sáng vào vỏ chai nữa, ở trong bóng tối thì chúng ta không nhìn thấy cái vỏ chai, đúng chưa ạ? Mặt trăng thì cũng không tự nó phát ra ánh sáng được. Bản chất của mặt trăng, chúng ta nhìn thấy mặt trăng bởi vì mặt trăng nó hắt lại ánh sáng, mặt trời chiếu vào mặt trăng thì nó hắt lại ánh sáng đấy thì chúng ta mới nhìn thấy mặt trăng. Cũng giống như là các cái đồ vật khác, khi mà có ánh sáng chiếu vào nó, ví dụ như quyển sách này hoặc là cái bàn học này hoặc là đôi dép của các em đấy, khi có ánh sáng chiếu vào thì chúng ta mới nhìn thấy được nó, còn ví dụ trong bóng tối chúng ta không thể nhìn thấy được. Vậy mặt trăng này cũng chính là vật hắt lại ánh sáng thôi, nó không phải là nguồn sáng. Mảnh giấy đen là đặt dưới ánh mặt trời, một cái mảnh giấy đen đặt dưới ánh mặt trời thì nó cũng không phải là nguồn sáng. Đối với mảnh giấy đen thì bởi vì cái màu sắc của nó đặc biệt nên chúng ta nhận ra đối với những cái mà màu đen thì nó không phải là vật hắt lại ánh sáng và cũng không phải là nguồn sáng. Vậy vật màu đen thì nó nói tóm lại nó không phải là vật sáng nói chung, được chưa? Còn ngọn nến đang cháy rõ ràng rồi, trường hợp này là nó đang cháy rồi, tức là nó tự phát ra ánh sáng rồi, đúng không ạ? Dù là chúng ta có đặt cái ngọn nến đang cháy vào giữa cái bóng đêm thì các em cũng thấy nó phát ra ánh sáng, đúng chưa? Bản thân nó tự phát ra ánh sáng. Vậy thì trường hợp này chính là nguồn sáng. Vậy các em chọn cho cô đáp án đúng chính là đáp án D. Tiếp theo là câu 3. Khi có nguyệt thực thì, vậy khi nào thì có nguyệt thực? Nguyệt thực là cái hiện tượng khi mà chỉ khi là trái đất ở giữa mặt trăng và mặt trời ngăn ánh sáng của mặt trời chiếu đến mặt trăng. Đấy, mặt trái đất ở giữa mặt trăng và mặt trời không cho ánh sáng từ mặt trời chiếu xuống mặt trăng thì đấy chính là hiện tượng nguyệt thực. Còn hiện tượng nhật thực, các em nhắc lại, cô nhắc lại cho các em một chút về lý thuyết của nhật thực luôn. Nhật thực là hiện tượng khi mà mặt trăng ở giữa trái đất và mặt trời, nó ngăn không cho gì ánh sáng từ mặt trời xuống đến trái đất, chiếu xuống trái đất thì đấy gọi là hiện tượng nhật thực. Còn nguyệt thực thì khi trái đất ở giữa mặt trăng và mặt trời đấy, và trái đất ngăn không cho ánh sáng từ mặt trời xuống mặt trăng. Vậy đây này, đây trái đất bị mặt trăng che khuất thì không phải. Trái đất bị mặt trăng che khuất, nếu mà trái đất bị mặt trăng che khuất thì trường hợp này nó chính là hiện tượng nhật thực chứ không phải là nguyệt thực. Mặt trăng bị trái đất che khuất, đây đáp án này chính là đáp án D. Đấy, mặt trăng bị trái đất che khuất, không cho nó nhận ánh sáng từ mặt trời truyền tới nó, đúng chưa? Mặt trăng không phản xạ lại ánh sáng nữa, lúc nào mặt trăng nó cũng phản xạ lại ánh sáng, nếu như có ánh sáng chiếu tới nó thì nó luôn luôn lúc nào nó cũng phản xạ lại,
chứ không có trường hợp là mặt trăng không phản xạ lại ánh sáng. Vậy đáp án đúng của chúng ta chính là đáp án B. Tiếp theo chúng ta sang bài số 4. Bài số 4 là cho tia tới tạo với gương một góc bằng 60 độ thì góc phản xạ bằng bao nhiêu? Vậy để làm được câu này thì cô sẽ vẽ hình ra cho các em. Bạn nào cần thì hãy dùng video lại các câu này 1, 2 và câu 3. Bây giờ cô sẽ xóa 3 câu 1, 2, 3 đi để cô hướng dẫn các em làm câu số 4. Bên này là chúng ta có 4 câu tiếp theo là câu từ câu 4 ta có 3 câu tiếp theo là từ câu 4 đến câu 6. Các em có thể làm sẵn xong đấy thì đối chiếu đáp án với cô nhé. Bây giờ cô sẽ bắt đầu chữa cho các em câu thứ 4. Cho tia tới tạo với gương một góc bằng 60 độ. Đây là tia tới tạo với gương chứ không phải là tia tới tạo với pháp tuyến. Nhớ là mình như vậy. Vậy chúng ta sẽ có một cái gương như này. Ta chiếu một tia tới đến SI thì cái góc này tạo với gương một góc bằng 60 độ. Đấy, tia tới tạo với gương một góc bằng 60 độ. Vậy thì pháp tuyến tức là cái gì? Cái điểm vuông góc với gương. Vậy các em từ đây các em hãy vẽ pháp tuyến vuông góc với gương. Được chưa? Vậy thì vuông góc với gương, vậy thì góc tới sẽ là góc tạo bởi tia tới và pháp tuyến, tức là cái góc này sẽ là góc tới y. Vậy các em có cái góc tạo bởi tia tới và gương là bằng 60, vậy chúng ta sẽ có là góc tới. Các em sẽ có góc tới y sẽ bằng 90 độ trừ đi cái góc bên này, đúng không ạ? Trừ đi 60 độ. Đúng chưa? Cái góc này tạo bởi tia tới và gương cộng với tia tới, cái góc tạo bởi tia tới và pháp tuyến thì nó sẽ bằng 90 độ, tổng hai góc này sẽ bằng 90 độ. Tổng cả hai cái góc này này, đấy, sẽ bằng 90 độ. Mà ta đã biết được cái góc tạo bởi gì? Tia tới và gương bằng 60 rồi. Còn cái góc tạo bởi tia tới và pháp tuyến chính là góc tới, đúng không? Vậy góc tới thì nó sẽ bằng 90 độ trừ cái góc mà tạo bởi tia tới với gương. Vậy thì nó sẽ bằng 90 trừ 60, vậy bằng 30. Mà theo định luật phản xạ ánh sáng thì ta có là gì? Góc phản xạ thì bằng góc tới, đúng không? Vậy góc phản xạ cũng bằng góc tới y. Vậy đáp án của chúng ta ở đây sẽ là 30 độ. Bạn nào mà nhanh ẩu thì chọn là vào đáp án 60 là sai nhá. Đây này, nhớ này, cái góc này là tạo bởi gì? Tạo bởi gì? Tia tới này với gương. Tia tới và với gương thì nó không phải là góc tới, mà phải là tia tới với pháp tuyến thì nó mới là góc tới cơ. Tiếp theo chúng ta sẽ sang bài tập số 5. Bài tập số 5 là cho điểm sáng F đặt trước một cái gương phẳng cách gương một cái khoảng D và nó cho ảnh là F phẩy cách gương một khoảng là D phẩy. Hãy so sánh D và D phẩy. Vậy cái này thì em phải nhớ được cái tính chất ảnh tạo bởi gì? Tính chất ảnh tạo bởi gương phẳng, đúng nào? Vậy thì chúng ta đã biết rồi là cái ảnh của vật tạo bởi gương phẳng. Khi một vật đặt trước gương phẳng thì nó sẽ cho ảnh là ảnh ảo, đúng không ạ? Thứ nhất là ảnh ảo. Thứ hai đấy là ảnh đấy phải lớn bằng vật. Lớn bằng vật. Và khoảng cách từ ảnh đến gương thì bằng khoảng cách từ vật đến gương, đúng chưa? Đấy là tính chất của ảnh tạo bởi một cái gương phẳng. Đấy, khoảng cách từ ảnh đến gương thì bằng khoảng cách từ vật đến gương. Vậy thì ở đây đáp án chúng ta là D phải bằng D phẩy. Tiếp theo chúng ta sẽ sang bài tập số 6. Đặt một vật cao 10cm qua 3 cái gương là gương G1, G2, G3. Khi qua cái gương G1 thì nó cho ảnh đúng bằng 10cm, đúng bằng chiều cao của vật. Khi cho qua gương G2 thì nó lại cho ảnh là bằng 8cm. Và cho qua G3 thì nó cho ảnh 14cm. Hãy sắp xếp 3 gương xem thử G1, G2, G3 là những cái gương gì ở đây. Chúng ta đã học là gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm rồi, đúng không ạ?
Vậy đầu tiên này, vật này, chú ý ở đây, vật này là vật cao 10m mà chúng cho ảnh là 10m, ảnh quang gương thứ nhất bằng vật. Vậy ảnh quang gương thứ nhất bằng vật, vậy cái gương thứ nhất phải là gương phẳng. Đáp án này, gương 1 gương phẳng, gương 2 cầu lõm, gương 3 cầu lồi. Đây là gương 1. Cô viết như này tức là gương 1 giống nguyên tên, tức là gương 1 là gương phẳng, gương 2 cầu lồi, gương 3 cầu lõm. Đây là gương 1 cầu lõm, gương 2 là gương phẳng, gương 3 là gương cầu lồi. Vậy ở đây như cô vừa phân tích xong, qua cái gương thứ nhất thì ta có ảnh độ lớn của ảnh bằng độ lớn của vật. Và độ lớn của ảnh bằng độ lớn của vật thì gương thứ nhất phải là gương phẳng. Vậy nó có thể đáp án đúng nằm vào rơi vào hai đáp án A hoặc B. Được chưa? A hoặc B sẽ là đáp án đúng. Thứ hai, L đặt một vật cao 3m qua ba gương đúng không ạ? Nếu như mà cao 1m qua ba gương, qua cái gương thứ hai này, qua cái gương G2 thì lại cho ảnh là chỉ cao 8cm thôi. Vậy ảnh qua gương G2 nhỏ hơn vật. Mà ảnh mà nhỏ hơn vật thì nó phải là gương cầu. Gương cầu gì em? Gương cầu lồi đúng không ạ? Gương cầu lồi thì nó sẽ cho ảnh ảo và nhỏ hơn vật. Đấy là đặc điểm của gương cầu lồi. Còn gương cầu lõm thì cho ảnh ảo lớn hơn vật, đúng không? Vậy qua cái gương thứ hai nó cho ảnh nhỏ hơn vật. Vậy chứng tỏ gương 2 phải là gương cầu lồi. Cái gương thứ ba này cho ảnh lớn hơn vật, vậy thì gương 3 phải là gương cầu lõm. Như vậy gương 1 là gương phẳng, gương 2 cầu lồi, gương 3 cầu lõm, thì các em sẽ tích vào đáp án đúng, chính là đáp án B. Đây gương 1 viết như này chính là gương phẳng đây này. Gương 2 phải là gương cầu lồi vì nó cho ảnh nhỏ hơn vật này. Gương 3 cầu lõm vì cho ảnh lớn hơn vật đấy. 14 thì lớn hơn 10. Đúng chưa? Vậy các em tích cho cô đáp án đúng, chính là đáp án B. Bây giờ chúng ta sẽ sang câu tiếp theo là câu số 7. Câu số 7 thì bây giờ cô sẽ xóa bảng đi để cô ghi đề các cái câu còn lại nhé. Bạn nào cần thì dừng video nhé. Được, câu 7 cô sẽ viết ở đây, viết tạm đây ạ. Bài 7 này, chùm sáng hội tụ là là gì? A là các tia sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng. Các tia sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng. Đó là các tia sáng giao nhau trên đường truyền của chúng. Các tia sáng giao nhau trên đường truyền của chúng. Câu C, đó là các tia sáng lan rộng trên đường truyền của chúng. Lan rộng trên đường truyền của chúng. Và câu D, đó là các tia sáng lan rộng và kéo dài gặp nhau. Các tia sáng lan rộng và kéo dài gặp nhau. Vậy cô sẽ nhắc lại phần lý thuyết của phần này luôn cho các em. Thì các em sẽ biết đây là chùm sáng này, gọi là chùm sáng song song này. Đúng chưa? Chùm sáng như này thì được gọi là chùm sáng hội tụ. Còn chùm sáng như thế này, đây là
Đây là chùm sáng này, là chùm song song này. Đây là chùm hội tụ này. Còn đây là chùm phân kỳ. Vậy thì chùm sáng song song tức là các cái tia sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng. Hội tụ tức là các tia sáng nó giao nhau trên đường truyền của chúng. Còn phân kỳ tức là các tia sáng nó lê rộng ra trên đường truyền của chúng. Đã lê rộng ra thì nó không có cắt nhau ở phía, không có kéo dài cắt nhau. Nó càng lê càng rộng ra thì làm gì có cắt kéo dài cắt nhau nữa, đúng không ạ? Tới đây chúng ta, người ta đang hỏi chùm sáng hội tụ. Ý A, người ta bảo là các tia sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng. Vậy các tia sáng mà không giao nhau trên đường truyền của chúng, nó chính là chùm song song chứ không phải là chùm hội tụ. Thứ hai là các tia sáng giao nhau trên đường truyền của chúng, đây rồi, cắt nhau tại một điểm trên đường truyền thì nó là tia chùm sáng hội tụ. Vậy đáp án đúng là đáp án B. Các tia sáng nó lê rộng trên đường truyền của chúng. Vậy các tia sáng nó lê rộng trên đường truyền thì nó là chùm phân kỳ. Các tia sáng đã lê rộng rồi thì không có chuyện là kéo dài cắt nhau. Nó càng ngày còn nó càng lê rộng ra thì nó không có kéo dài cắt nhau nữa. Vậy đáp án đúng chính là đáp án B. Được chưa ạ? Bây giờ chúng ta sẽ sang cái câu trắc nghiệm cuối cùng, tức là câu 8. Câu 8 ở đây là ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm có tính chất nào? Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm có tính chất nào? Thứ nhất, nó là A là nhỏ hơn vật. Đáp án B là lớn bằng vật. Đáp án C là lớn hơn vật. Cuối cùng là nhỏ hơn ảnh tạo bởi gương cầu lồi. Nhỏ hơn ảnh tạo bởi gương cầu lồi. Vậy bây giờ các em, trước khi làm bài này, cô lại nhắc lại cho các em lý thuyết về ảnh tạo bởi qua các cái gương. Các em hãy nắm chắc vì là nó rất là dễ ra trong các cái câu trắc nghiệm của em. Thứ nhất, ảnh tạo bởi gương phẳng. Tạo bởi gương phẳng thì nó có tính chất sau đây. Nó phải là ảnh ảo, không hướng được trên bàn chắn. Không hướng được trên màn. Trên bàn chắn, được chưa? Tiếp theo là độ lớn của ảnh thì bằng độ lớn của vật. Ảnh bằng vật. Và thứ ba, đó là khoảng cách từ ảnh đến gương. Khoảng cách từ ảnh đến gương thì bằng khoảng cách từ vật đến gương. Đây là đặc điểm của ảnh tạo bởi gương phẳng. Nhớ cho cô ba đặc điểm như vậy. Đối với gương cầu lồi, đối với cầu lồi thì ảnh cũng là ảnh ảo, không hướng được trên màn chắn, không hướng được trên màn chắn. Đấy, cái này là cô chỉ ôn lại cho các em một chút để các em nhớ nhé. Thứ hai là độ lớn của ảnh.
ảnh thì nhỏ hơn vật. Đây là đặc điểm của gương cầu lồi. Đối với gương cầu lõm thì các em, đối với chương trình của các em thì chúng ta cũng chỉ nghiên cứu đó là ảnh ảo, không hứng được trên màng. Đã ảnh ảo thì không hứng được trên màn chắn. Đấy là ảnh ảo, không hứng được trên màn chắn. Và thứ hai đó là ảnh nó lớn hơn vậy. Gương phẳng thì nó có thêm một cái đặc điểm, đó là khoảng cách nữa. Khoảng cách từ ảnh đến gương bằng khoảng cách từ vật đến gương. Cái này chỉ có trong gương phẳng thôi. Gương cầu lồi, cầu lõm không có cái khoảng cách này. Đấy. Và nhớ cho cô ba cái này các em nhớ học thuộc, vì trong bài kiểm tra của các em nó có thể gặp những cái câu mà nó liên quan đến ba cái đáp án này. Được chưa? Thứ nhất, sang cô quay lại bài. Ảnh tạo bởi gương cầu lõm có tính chất nào? Vậy gương cầu lõm thì là ảnh ảo này, không hứng được trên màn. Và ảnh phải lớn hơn vật. Lớn hơn vật thì em sẽ chọn cho cô đáp án đúng, chính là đáp án C. Được chưa? Như thế là chúng ta đã vừa đi xong được các cái câu trắc nghiệm. Bây giờ cô và các em sẽ sang phần luận. Phần luận ở đây chúng ta sẽ có 3 câu. Vậy bạn nào cần thì hãy dừng video lại. Bây giờ chúng ta sẽ sang câu đầu tiên. Câu 9 là câu về phần luận đầu tiên. Cô xóa bảng đi nhé. Bài 9. Phần luận. Câu đầu tiên là phát biểu định luật truyền thẳng ánh sáng. Phát biểu định luật truyền thẳng ánh sáng. Ý B là phát biểu định luật phản xạ ánh sáng. Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng. Sang câu C. Là vẽ ảnh của điểm sáng S đặt trước gương theo hai cách. Vẽ ảnh điểm sáng S đặt trước gương theo hai cách. Cụ thể đó là cách 1 là vận dụng tính chất ảnh. Vận dụng tính chất ảnh. Cách thứ hai là dựa vào định luật phản xạ ánh sáng. Bây giờ các em sẽ làm những bài này như nào? Cô sẽ chữa từng bài, bài 9 xong đấy thì đến bài 10 và sau đấy thì bài 11 là cuối cùng. Đúng chưa? Vậy bài 9 này các em sẽ làm như sau: phát biểu định luật truyền thẳng ánh sáng. Vậy các em sẽ giải bài 9 này. Đầu tiên đó là định luật truyền thẳng ánh sáng.
Đó là làm sao? Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng. Đúng chưa ạ? Trong môi trường trong suốt và đồng tính, nhớ cho cô có từ trong suốt và có từ đồng tính. Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng. Sang ý B, phát biểu định luật phản xạ ánh sáng. Ta có định luật phản xạ ánh sáng. Định luật phản xạ của ánh sáng đó là tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và phát tuyến tại điểm tới. Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và phát tuyến tại điểm tới. Ý thứ hai đó là góc phản xạ bằng góc tới. Bây giờ chúng ta sẽ sang ý C, vẽ ảnh của một cái điểm sáng S đặt trước gương theo hai cách. Cách thứ nhất là vận dụng tính chất ảnh C. Chúng ta sẽ vận dụng tính chất ảnh. Thì các em sẽ khi vận dụng tính chất ảnh thì các em sẽ phải vẽ đối xứng, đúng không ạ? Vậy thì cô có như sau. Đây là cô có cái gương phẳng. Đây cô có một điểm S như này. Được chưa? Vậy từ S các em hạ đường vuông góc xuống gương, nhớ ký hiệu vuông góc. Các em lấy đối xứng sang trên cái đường vuông góc này kéo dài sang bên này. Các em lấy một cái điểm S' sao cho y này. Sao cho độ lớn YS' bằng YS. Được chưa? Hai đoạn này bằng nhau. Đấy, ta như thế này. Vẽ như thế này, tức là S' chính là ảnh của S con gương. Bây giờ cách thứ hai là các em sẽ dựa vào định luật phản xạ ánh sáng. Dựa vào định luật phản xạ của ánh sáng. Vậy thì các em cũng vẽ cho cô cái gương. Ở đây các em có một điểm S. Các em cứ chấm cái điểm đối xứng sang cho cô. Chấm sang, các em dùng thước chấm điểm đối xứng, tức là chúng ta không vẽ các cái bước như này, nhưng mà các em cứ lấy đối xứng sang đây cho cô một cái điểm S'. Thế bây giờ các em sẽ vẽ, phải vẽ hai tia tới và hai tia phản xạ, đúng không ạ? Chúng ta sẽ vẽ tia tới đầu tiên. Được chưa? Sau đấy các em vẽ phát tuyến làm vuông góc. Được chưa? Thế xong rồi các em cái điểm đối xứng này, điểm đối xứng này, cái điểm chấm này hoàn toàn xác định giống như cái ở bên trên này, nhưng mà các em chấm như này để các em lấy cái điểm này, các em nối với cái điểm đây, đây các em nối lên. Thì đây chính là tia phản xạ đầu tiên. Đây là Y thì đây là R. Được chưa? Tiếp theo các em vẽ một tia tới thứ hai.
Các em vẽ tia tuyến thứ hai. Xong rồi các em cũng vẽ phát tuyến. Được chưa? Các em vẽ tia phản xạ thứ hai, hai tia phản xạ cắt nhau tại cái điểm này. Vậy thì sau khi lấy đối xứng cái điểm, cái vị trí điểm này này, lấy đối xứng giống như ở trên này, lấy đối xứng sang đây. Bây giờ các em lấy cái điểm này, các em nối cái này kéo dài ra. Được chưa? Đây là tia phản xạ thứ hai. Và hai cái tia phản xạ này, Y phẩy, R phẩy, hai cái tia phản xạ IR và IR phẩy cắt nhau ở đâu thì đấy chính là điểm F phẩy. Đây là hai cách vẽ của chúng ta. Hai cách vẽ, cách thứ nhất là vận dụng tính chất ảnh, cách thứ hai là theo định luật phản xạ ánh sáng. Như vậy là cô và các em đã vừa hoàn thành xong được câu 9. Bây giờ chúng ta sẽ sang bài tiếp theo là bài số 10. Bạn nào cần thể dừng video lại một chút nhé. Bây giờ cô sẽ xóa toàn bộ phần đề mảng này đi. Một người cao 1,5m đứng cách gương 1,6m. Một người cao 1,5m đứng cách gương 1,6m. Đứng cách gương phẳng đi. Ý thứ hai là ảnh cách gương bao nhiêu mét? Câu thứ ba là nếu người đó di chuyển đến gần gương thêm 20 cm. Nếu người đó đến gần gương thêm 20 cm thì khoảng cách từ ảnh đến người là bằng bao nhiêu mét? Thì khoảng cách từ ảnh đến người bao nhiêu mét? Vậy với bài này thì chúng ta sẽ làm như sau. Các em phải nêu ra đặc điểm của cái ảnh tạo bởi gương phẳng, đúng chưa? Vì ảnh tạo bởi gương phẳng là ảnh ảo, là ảnh ảo, à, có là ảnh ảo
ảnh có độ lớn bằng vật, đúng không? Và khoảng cách từ ảnh đến gương bằng khoảng cách từ vật đến gương. Nên đây cô gọi là IA đi chẳng hạn. Nên IA đó là ảnh người đó trong gương, ảnh cao bằng vật, tức là ảnh người đó trong gương cũng cao 1,5 m. Cao 1,5 m. Thứ hai là khoảng cách từ ảnh đến gương bằng khoảng cách từ vật đến gương. Vậy ảnh cách gương cũng bằng 1,6 m. Đúng chưa? Vì người cách gương 1,6 m mà, đúng không? Ảnh cách gương ,6 m. Câu C, nếu người đó đến gần gương thêm 20 cm, khi người đó đến gần gương thêm 20 cm, khi người đó đến gần gương thêm 20 cm thì khoảng cách từ người đến gương 20 cm, tức là nó sẽ bằng 0,2 m. Đây 20 cm thì nó sẽ bằng 0,2 m. Thì khoảng cách từ người đến gương sẽ là, ban đầu là 1,6, vậy bây giờ sẽ là 1,6 trừ đi 0,2, vậy nó còn 1,4 m, đúng không? Mà khoảng cách từ ảnh đến gương cũng bằng khoảng cách từ vật đến gương nên khoảng cách từ ảnh đến gương cũng sẽ bằng 1,4 m. Ảnh cách gương 1,4 m, người cũng cách gương 1,4 m. Vậy khoảng cách từ ảnh đến người bằng 2,8 m. Bây giờ chúng ta sẽ sang bài cuối cùng là bài tập số 11. Bài tập số 11 ở đây là ngày xưa Archimedes đã dùng gương cầu lõm để hướng ánh sáng mặt trời đốt cháy thuyền giặc.
Câu A là Archimedes dựa vào tính chất nào của gương? Câu B là giải thích vì sao thuyền giặc bị đốt cháy. Vậy bây giờ bạn nào cần thì hãy dừng cái video lại. Bây giờ cô xóa toàn bộ cái phần bảng này đi để cô sang bài tập cuối cùng ở đây là bài tập số 11. Đó là ngày xưa Archimedes đã dùng gương cầu lõm. Archimedes đã dùng gương cầu lõm. Hướng ánh sáng mặt trời để đốt cháy thuyền giặc. Hướng ánh sáng mặt trời để đốt cháy thuyền giặc. Câu A. Là Archimedes đã dựa vào tính chất nào của gương cầu lõm? Câu B là tại sao thuyền giặc bị đốt cháy? Tờ bài này các em sẽ làm như sau. Câu A đó là Archimedes đã dựa vào cái tính chất của gương cầu lõm là như sau. Archimedes đã dựa vào tính chất đó là gương cầu lõm biến chùm tia tới song song thành chùm tia phản xạ hội tụ tại một điểm. Đây chính là cái tính chất mà Archimedes đã áp dụng, tức là ông ấy áp dụng cái tính chất là gương cầu lõm biến chùm tia tới song song thành chùm tia phản xạ hội tụ. Đấy, tại sao thuyền giặc bị đốt cháy? B là thuyền giặc bị đốt cháy vì chùm tia sáng mặt trời là chùm tia song song khi qua gương cầu lõm
cho dùng tia phản xạ hội tụ. Nên Archimedes đã điều chỉnh gương. Điều chỉnh gương. Để chùm phản xạ. Chùm tia phản xạ. Hội tụ chính tại vị trí là chính tại vị trí thuyền của dạng. Làm cho thuyền của dạng bị cháy. Đấy, trên đây là cô và các em chúng ta đã vừa đi xong được cái bài kiểm tra vật lý 45 phút đầu tiên của chương trình vật lý lớp 7. Các em hãy về xem lại toàn bộ video của cô một lần nữa các em nhé. Cô cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video bài giảng của cô. Và cô chúc các em làm bài kiểm tra một tiết của chương trình vật lý lớp 7 đạt kết quả cao nhất, đúng không nào? Cảm ơn các em đã dành thời gian theo dõi video bài giảng. Và hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.